Thưa quý vị, bên cạnh loại cà chua chín đỏ au căng mọng được bán đầy chợ và các siêu thị, gần đây trên thị trường còn xuất hiện một loại cà chua nhìn thì xấu xí, méo mó, không đẹp mã. Đó chính là giống cà chua cổ chỉ có ở vùng Yên Châu, tỉnh Sơn La. Loại cà chua cổ này nhìn bên ngoài xấu lạ như hàng loại nhưng lại siêu đắt khách, giá bán cũng cao gấp 2 đến 3 lần cà chua thông thường. Loại cà chua này không trơn nhẵn mà chia thành từng múi, kích thước không đồng đều. Cà chua múi được bà con miền cao trồng theo kiểu truyền thống nên năng suất cà không cao, sản lượng có hạn nên giá bán luôn đắt gấp 2 tới 3 lần cà chua thường. Cà chua múi cũng có hai loại, một loại nhiều hạt, bột ít và chua hơn, một loại hạt ít, ngọt và nhiều bột được khách chuộng hơn. Loại cà chua này được ưa chuộng bởi có thể cắt ra làm salad hoặc dùng để nấu đều thơm ngon. Trên một số trang mạng, cà chua múi được giao bán với giá là 50-60.000 đồng 1 kg. Trồng cà chua múi trồng vào những tháng cuối năm, sau 2 tháng sẽ cho thu hoạch. Thưa quý vị, hiện nay vụ vải tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã kết thúc với niềm vui được mùa của bà con nông dân. Bên cạnh việc tập trung chăm sóc vải sau thu hoạch, giờ đây thì nhiều bà con tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đang chăm sóc những loại cây ăn quả trồng sen khác hay là cây ngắn ngày để có sản phẩm bán quanh năm như là ổi, rau màu, hoa cây cảnh. Việc trồng sen lấy ngắn nuôi dài đã giúp đa dạng hóa sản phẩm theo hướng hàng hóa, gia tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho bà con. Những ngày này, sau khi hoàn thành việc tỉa cành tạo tán và bón phân cho cây vải, bà Thỏa lại tất bật chăm sóc cho những cây ổi của gia đình. Trên diện tích gần 1 hecta, bà Thỏa trồng vải là chính với 350 cây và 120 cây ổi, 60 cây bưởi. Việc trồng xen các cây ăn quả trong vườn giúp cây trồng tận dụng được tối đa ánh sáng, diện tích, chất dinh dưỡng cũng như hạn chế sâu bệnh và cỏ dại. Đặc biệt, việc đa dạng cây trồng giúp gia đình bà Thỏa có sản phẩm bán quanh năm để gia tăng thu nhập. Lúc vải chưa được thu thì mình thu ổi, thì đến lúc vải bắt đầu ra hoa, ra quả là gần được thu thì mình lại cắt ổi đi để sau mình nuôi, để đến lúc vải thu xong ấy là bắt đầu ổi lại ra hoa, để thì mình lại thu ổi, nó ra quanh năm là cũng thấy năng suất. Theo nghiên cứu của các chuyên gia nông nghiệp, mùi của chất dịch terpenoid có trong lá ổi khiến các loại dày bị rối loạn, khó chịu khiến chúng phải tránh xa. Do đó, lộc và lá ổi chính là khắc tinh của các loại dày, từ đó giúp giảm thiểu sâu bệnh hại vải. Khi mà cây ổi nó sinh trưởng phát triển, nó ra nọc non các thứ này khác thì nó tiết ra một cái chất và nó xua đuổi được cái con rầy trồng cánh Diaphora sinensis. Thì đấy là một cái phát hiện rất là tốt, và cái kết quả này cũng đã được là nhiều nước trên thế giới người ta khảo nghiệm và người ta công nhận đây là một cái kết quả rất là tốt. Không những tăng hiệu quả kinh tế và môi trường, mô hình trồng sen được bà Thỏa canh tác theo hướng hữu cơ giúp bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm của trang trại luôn được thị trường săn đón. Khách hàng mua là khách hàng quen, là năm nào là khách hàng cũng đến mua của gia đình, là không rất là an toàn chứ không có vấn đề gì cả. Hiện nay trên địa bàn của xã cũng đã có nhiều cái hộ gia đình đã đầu tư về cái vốn để cải tạo cái vườn như là cái mô hình này. Ở những cái dưới tán ấy, thì họ trồng những cái cây ngắn ngày, ví dụ như là ở đây thì trồng nghệ này, trồng hoa này, cây cảnh này, thì cái hiệu quả, cái năng suất cũng như là chất lượng rất là cao. Cùng với cây ăn quả, bà Thỏa còn trồng thêm hoa mẫu đơn để vừa tạo không gian đẹp cho khu vườn, vừa thu hút thiên địch bảo vệ vườn cây ăn quả, đồng thời có thêm thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị, vừa qua công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinasert, đơn vị chứng nhận và giám định đầu tiên của Việt Nam hoạt động theo luật doanh nghiệp, đã kỷ niệm 15 năm thành lập. Thời gian qua, Vinasert đã khẳng định thương hiệu trên thị trường thông qua các dịch vụ giám định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa. Với khoảng hơn 15 triệu tấn thức ăn chăn nuôi nhập khẩu mỗi năm, doanh nghiệp này đã chiếm tới hơn 45% thị phần dịch vụ xét nghiệm quan trọng này. Cả nước hiện đang có khoảng 30 tổ chức đang tham gia cung cấp dịch vụ đánh giá tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Vinasert là tổ chức chứng nhận đầu tiên của Việt Nam hoạt động theo luật doanh nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 2007 khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Sau 15 năm hoạt động, cùng với năng lực của các phòng thử nghiệm trải rộng trên cả nước, đến nay doanh nghiệp này đã trở thành tổ chức đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có 3 trung tâm phân tích thử nghiệm đạt công nhận ISO IEC 17025-2017, quản lý bằng phần mềm thử nghiệm chuyên biệt, bảo mật thông tin từ khi nhận mẫu đến khi trả kết quả được quốc tế công nhận. Bằng sự đoàn kết, cảm thông, thấu hiểu, 15 năm qua, Vinasert đã góp phần xây dựng được một hệ sinh thái cho các dịch vụ khoa học công nghệ, bao gồm các lĩnh vực, chứng nhận, giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn, công nhận. Đặc biệt, hệ sinh thái đó đã tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái lớn hơn mà chúng ta đang xây dựng hiện nay, đó là sản xuất, cung ứng sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn hiện nay. Ghi nhận những nỗ lực đóng góp của tập thể công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinasert, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng thưởng Vinasert bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2021 khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung ương Hội nghề cá Việt Nam tặng thưởng Vinasert bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác góp phần xây dựng Hội nghề cá Việt Nam nhiệm kỳ 4 2017-2022. Trung ương Hội nghề cá Việt Nam tặng thưởng cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Dũng bằng khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác góp phần xây dựng Hội nghề cá Việt Nam nhiệm kỳ 4 2017-2022 và kỷ niệm chương đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển Hội nghề cá Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Và để khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 26 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Ngày mai, ngày 27 tháng 7, nắng nóng mở rộng đến khu vực Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55 cho đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho đến 16 giờ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 7. Ở khu vực Thanh Hóa cho đến Phú Yên sẽ kéo dài đến khoảng ngày 29 cho đến 30 tháng 7. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho độ ẩm trong đất giảm mạnh. Đất thiếu nước, độ ẩm thấp làm thay đổi tính chất vật lý. Khi lượng nước trong đất bốc hơi hết, tầng đất mặt khô, co cứng làm đứt hệ thống rễ cám, khiến cho quá trình hấp thụ nước và khoáng của cây bị gián đoạn. Tình trạng này đặc biệt nguy hại đối với các vườn cây đang mang trái. Bên cạnh đó, nền nhiệt cao cũng khiến cho lượng nitơ trong thực vật và trong đất sụt giảm. Các sinh vật trong đất bao gồm vi sinh vật, giun dế hoạt động kém. Vi sinh vật tầng mặt bị chết khiến cho quá trình phân hủy hữu cơ cũng bị ngưng trệ. Để có thể bảo vệ cây ăn quả mùa nắng nóng, đặc biệt với vườn cây đang ra trái, bà con cần lưu ý như sau. Trước tiên thì cần che phủ đất để hạn chế nước trong đất thoát hơi nhanh dưới ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó thì cần tưới nước giữ ẩm cho đất, đồng thời là thời điểm thích hợp là từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng. Chống stress cho cây bằng cách phun amino acid cho cây vào buổi chiều mát. Ngoài ra thì hãy bao bọc trái để tránh cho trái cây bị cháy nắng. Khi nắng nóng kết thúc thì bà con cần dưỡng cho cây, chăm sóc bộ rễ cũng như là nuôi dưỡng thảm thực vật che phủ, bổ sung chất hữu cơ, tưới nước đều đặn và duy trì độ ẩm làm ổn định để bảo vệ vườn cây ăn quả. Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.